Hôm nay là sáng mùng 2 âm lịch của xuân Canh Tý 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang có mặt tại Lăng Mẫu Liễu Hạnh thuộc quần thể di tích Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Hiền Lành có về lễ mẫu lễ thánh tại quần thể khu di tích Phủ Dày, thì chúng tôi sẽ review cho toàn thể quý khách trên toàn quốc biết được là quần thể di tích Phủ Dày gồm có những gì. Thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu, chúng tôi đang ở Lăng Mẫu đây. Đây là khuôn viên bên ngoài của Lăng Mẫu, và chúng ta cùng đi vào bên trong đây. Hôm nay là sáng mùng 2 âm lịch. Đây là toàn bộ cảnh ở Lăng Mẫu. Đây, chúng ta cùng đi vào bên trong đây. Bàn thờ Đức Thánh Trần. Trong khu thờ Mẫu Liễu Hạnh, Lăng Mẫu Liễu Hạnh. Khu thờ này có 5 gian. Đây là ban thờ mẫu đây. Hai đầu đốc là những bộ bát biểu đây. Toàn bộ đồ thờ được sơn son thép vàng. Đây là ban thờ của quan đệ nhất đây. Nhị vị vương cô. Và bên này cũng là ban thờ mẫu ở chính giữa đây. Tôi đang có mặt tại Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Này, sáng mùng 2 cũng rất nhiều quý khách thập phương ở các nơi đã đổ về Lăng Mẫu để lễ thánh lễ mẫu đây. Còn đây là khu lăng này. Ngoài chúng tôi sẽ review 9 địa điểm thuộc quần thể di tích Phủ Dày để quý vị có thể xem thực tế hơn. Có rất nhiều cửa để vào lăng lễ nha các bạn nhé. Đây là một cửa này. Nhìn rất là cổ kính. Đây là một cửa nữa. Đi ra xe đi. Đi ra xe đi, đừng theo bố, đi theo mẹ con ơi. Bố đi cất cái đĩa mà đi. Và tiếp theo đây là chúng tôi sẽ đến đền Cô Chín, cách Lăng Mẫu thì khoảng hơn 100 mét. Vâng, và chúng ta cùng tiếp tục đến đền Cô Chín. Vâng, và tiếp theo đây là chúng tôi đã đến đền Cô Chín này, hay còn gọi là đền giếng Phủ Dày đây, thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Và chúng tôi sẽ review tất cả là 9 điểm cho quý vị xem tổng thể về toàn cảnh di tích Phủ Dày. Và sau đền chín giếng này chúng tôi sẽ tiếp tục lên tới Phủ Vân. Đây là quang cảnh bên ngoài của đền chín giếng này.
Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào trong. Đèn chiến chiến cũng được chuẩn bị rất là khang trang. Phía trước là hai cây xanh này. Chúng ta cùng đi vào đèn đây. Thường hôm nay cũng rất nhiều các cái quý khách thập phương các nơi cũng đã đổ về đèn chiến giếng để lễ thánh lễ mẫu dịp xuân Canh Tí 2020. Và toàn bộ đồ thờ đây cũng được nhà đèn bao sái lại để đón khách thập phương trên toàn quốc. Thì quý vị nào muốn về lễ thánh lễ mẫu thì hãy tìm về huyện xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cơ sở đồ anh sẽ review tất cả những điểm thuộc quần thể di tích Phủ Dày cho toàn thể quý vị cùng biết. Đây, chúng ta bắt đầu vào lễ đây. Đây, chúng ta cùng đi vào bên trong đây, trong đèn đây. Đây là ban thờ công đồng. Chúng ta cùng tiến vào gian trong đây. Đây là ban thờ mẫu Liễu Hạnh. Cơ sở đồ Yên Lanh này đang lẽ vào gần cung cấm đây. Và đây là cung mẫu đệ nhất, đệ nhị. Rất là đẹp. Đây là cô Bơ. Ban thờ của cô Bơ. Vâng, và đây chính là chiếc giếng đây của trong đèn Cô Chín đây. Dân gian thường hay gọi là đèn chín giếng. Và đây là chiếc lầu có chín giếng đây. Vâng, và sau khi lễ xong đèn chiến giếng này thì cơ sở đồ gỗ Yên Lanh sẽ tiếp tục lên lễ trên Phủ Vân. Trên Phủ Vân thì cũng thờ mẫu Liễu Hạnh. Và các bạn hãy theo dõi thì chúng ta cùng đi tiếp lên Phủ Vân. Chúng tôi đang có mặt tại chùa Long Vân, quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, hay còn gọi là Phủ Vân Cát ấy. Đây là chiếc cổng phụ đây, trông rất là cổ kính nhé. Hôm nay rất nhiều du khách thập phương đã về thì cơ sở đồ gỗ Yên Lanh lại tiếp tục lên lễ trên Phủ Vân Cát đây. Đây là bên trong của quần thể di tích Phủ Vân Cát đây. Cũng đã được bao sái. Quý vị cùng chiêm ngưỡng toàn thể Phủ Vân Cát đây. Hôm nay là mùng 2 âm lịch xuân Canh Tí 2020. Tôi đã có mặt tại Phủ Vân Cát thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vâng, đây gió đang rất to đây.
rất nhiều lễ để bên ngoài. Chúng ta cùng đi vào trong này. Đây là bên trong của phủ Vân Cát các bạn nha. Tứ phủ Vạn Linh này. Đây chúng ta còn đi tiếp vào bên trong này. Đây là phủ Vân Cát. Mang rất nhiều quý khách thập phương nó về phủ Vân Cát để lễ thánh lễ mẫu. Cầu mạnh khỏe bình an. Đầu năm xuân Canh Tí 2020. Thì đầu xuân thì có mùng 7, mùng 8 đã là chợ Viềng rồi. Để quý vị cũng biết là được tổ chức rất hoành tráng tại Phủ Dây, Phủ Chính Linh Từ. Hôm nay chúng tôi về lễ tại Phủ Vân Cát này. Sau đó là chúng tôi sẽ về phủ chính này. Khi lễ xong phủ Vân này chúng tôi sẽ về phủ chính. Chúng tôi đã có mặt tại phủ chính Tiên Hương, hay còn gọi là phủ Dày, phủ chính Linh Từ. Đây là chiếc hồ bán nguyệt ở trước đền thờ chính này, phủ Dày đấy. Phủ Dày mẫu nghi thiên hạ. Rất nhiều các doanh nghiệp, quý khách thập phương đã về mùng 2 Tết để lễ mẫu lễ thánh, cầu sức khỏe bình an, cầu tài cầu lộc. Thì chúng ta cùng đi vào trong đây. Tôi đang có mặt tại ban thờ hội đồng các quan của phủ Dày, phủ chính Linh Từ đây. Chưa về lễ thánh lễ mẫu là cầu tài cầu lộc cầu bình an. Rất nhiều đồ thờ đẹp. Tôi đang có mặt tại đền công đồng quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày đây. Đây là cổng chính của đền công đồng đây. Chúng ta cùng đi vào bên trong. Hôm nay cũng rất nhiều du khách thập phương đã về quần thể di tích Phủ Dày để tham quan, đi lễ cầu lộc cầu tài cầu bình an. Các gian hàng cũng đã được bày bán này, rất nhiều
cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ con. Cộng đồng Phố Giày Xuân Canh Tí 2020 đây cũng đã được bao sái. Đây là gian chính của ban công đồng Phố Giày. Hôm nay mới là mùng 2 Tết thôi nhưng mà các quý vị, quý khách cả xa cũng đã phải Phố Giày để lễ thánh, lễ mẫu, lễ công đồng, lễ các quan. Tam tòa thánh mẫu. Đây là ban thờ Trần Triều, các quan nhà Trần tại phủ Đông Quương. Ngày mai chúng tôi còn lại lễ tiếp. Sau đây nữa là chúng tôi sẽ đi đến đền chùa Tiên Hương và đền Thượng Ngàn. Có mặt tại chầu Bà Đệ Tứ đây, cũng thuộc quần thể di tích Phủ Giày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là không gian bên ngoài. Chúng ta đi vào bên trong đây. Đền thờ chầu Bà Đệ Tứ cũng được bao sái. Và đến Nam Định thì là đất hát văn rồi. Chúng ta cùng nghe hát văn. Bên trong này phủ cấm ấy, phủ cấm. Đây là chầu Bà Đệ Tứ đây, phủ cấm trong cùng này. Mặt tại chùa Tiên Hương cũng thuộc quần thể di tích Phủ Giày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là ba pho tượng Tam Thế Phật đại diện cho nghe nhìn. Đây là tòa tháp đây, rất là cao. Rồi, chúng tôi tiếp tục về lễ ở chùa Tiên Hương này. Sang đầu năm mới đúng là thời tiết giao hòa,
để cho vạn vật đâm chồi nảy lộc, người người đi du xuân, nhà nhà du xuân. Tôi đang có ở khu chính của chùa Tiên Hương đây. Đi lễ chùa đầu năm để cầu sức khỏe bình an. Đây là một lít ở trong năng đoạn kim cương này. Dương Thị Hiên. Chúng ta cùng đi vào bên trong chùa để tham quan chùa Tiên Hương. Đây là những bức hoành phi, cờ võng, câu đối lòng mò rất rộng. Đây là hai pho hộ pháp. Là cũng chiêm ngưỡng toàn cảnh bên trong chùa Tiên Hương này. Hòa tượng nghìn mắt nghìn tay đây. Rất nhiều những bộ cờ võng. Đền Mẫu Thượng Ngàn đây. Đền này là nằm ở trên núi. Đây là toàn bộ quang cảnh của đền Mẫu Thượng Ngàn đây. Ngoài rất nhiều du khách đã về quần thể di tích Phù Dày để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, Mẫu Thượng Tố Linh này. Hôm nay chúng tôi lễ đền Mẫu Thượng Ngàn này là đền cuối cùng, một trong 9 đền của quần thể di tích Phù Dày. Hôm nay hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.